là con chuột túi đó, một một cái động vật gọi là biểu tượng ha, biểu tượng của Australia. Và ở Australia các bạn biết là nó có một cái con nữa mà nó hơi hơi giống cái con cù lần ở bên mình á, và cô quên mất là nó tên là cái con gì rồi, nó cũng là một cái biểu tượng, nó rất là phổ biến ở Australia ha. Rồi ví dụ như là ở Canada ha, thì có cái lá phong nè, cái lá phong màu đỏ nè. Rồi để cô xem tìm Việt Nam mình ở đâu. À đây. Việt Nam, không ạ? À, đây là logo cũ của Việt Nam thôi, các bạn thấy ở góc dưới nè. Cái logo của Việt Nam và câu slogan của nó là The Hidden Charm, tức là vẽ đẹp tiềm ẩn ha, vẽ đẹp tiềm ẩn. Và các bạn thấy là cái từ Việt Nam, cái dấu chấm ở trên cái chữ Y nè, là một cái bông hoa sen. Tuy nhiên cái bông hoa sen ở đây các bạn thấy là nó thể hiện dưới dạng là một cái nụ thôi, một cái búp thôi, nó chưa có nở ra bởi vì nó tiềm ẩn mà nó chưa có nở ra đó. Rồi có một cái giai đoạn khác thì Việt Nam của chúng ta lấy một cái biểu tượng khác, đó là cái biểu tượng nụ cười Việt Nam ha, nụ cười Việt Nam, cái câu khẩu hiệu là nụ cười Việt Nam, lấy hình ảnh của một cô văn công người Thái Bình, đội một cái chiếc nón lá, và một cái nụ cười rất là đẹp, rất là thân thiện. Và hiện tại thì cái biểu tượng du lịch của Việt Nam nó là một cái bông hoa sen, mà nó chuyển cái bông sen từ cái dấu chấm của chữ Y sang cái chữ V đây rồi. Các bạn thấy là nó vẫn chải hơn, nó đẹp hơn đúng không ạ? Nó màu sắc và kiểu như là nó thu hút hơn cái ánh nhìn của chúng ta nhiều so với logo cũ ha. Và cái khẩu hiệu của nó được đổi là vẻ đẹp bất tận. Nó thể hiện nhiều các cái cảnh quan, nhiều những cái điều thú vị khi mà khám phá ở Việt Nam, kể cả là du lịch về phong cảnh, kể cả là du lịch về văn hóa. Thì các bạn thấy là ở mỗi một cái cánh hoa như vậy nó thể hiện một cái màu sắc khác nhau. Và các bạn biết là cái chương trình quảng bá du lịch Việt Nam là The Hidden Charm, mắc kệ vẻ đẹp tiềm ẩn, gọi là không thành công cho lắm. Cho nên là mọi cười với đùa, nói là gì các bạn, vẻ đẹp mà nó tiềm ẩn, mà nó ẩn quá tìm không có ra đó, cho nên giờ phải đổi là vẻ đẹp bất tận ha, phải khui nó ra, cái bông hoa nó nở ra rồi nè, thấy chưa. Rồi đây là một cái gọi là cái kinh nghiệm xây dựng logo của FISS, công ty, một cái tập đoàn vận chuyển rất là lớn ha. Thì các bạn thấy là đây là một trong những logo được đánh giá rất là cao trong thiết kế. Các bạn thấy nè, cái chữ R ở đây hôm bữa nè, Registered đúng không? Ở chương đầu tiên cô nói với các bạn rồi đó, chứ không phải là cái này nó thuộc về cái logo này đâu, nó là thiết kế ra đâu, mà là Registered là một cái dấu hiệu chứng tỏ đây là một cái biểu trưng, một cái thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ rồi nha các bạn nha. Nè đó, thì các bạn thấy là FISS sau này người ta phát triển, người ta hoạt động ở rất nhiều các lĩnh vực khác nhau, ví dụ như là vận chuyển Express. FISS Express này là vẫn là vận chuyển nhanh, tức là một cái dịch vụ hoạt động chủ yếu của FISS ha, và gọi là một cái sản phẩm mà đã tạo nên thương hiệu cho FISS. FISS Round là một cái hoạt động vận chuyển gọi là giá nó rẻ hơn FISS, tại vì cái này là nhanh, gọi là vận chuyển qua đêm á, tức là nhận được rất là nhanh. Và tại sao FISS nó lại xây dựng cái đặc tính là nhanh và vận chuyển qua đêm? Trước đây ấy, thì các bạn thấy là khi mà các bạn gửi hàng người ta không có vận chuyển đi đường đêm, đêm người ta không có đi, cho nên nó bị chậm mất một ngày. Còn FISS thì sao, nó chạy xuyên đêm luôn, hoạt động xuyên đêm luôn, cho nên là ví dụ như chiều hôm nay gửi sáng mai là một người nào đó ở nơi nào đó có thể nhận được hàng rồi, cho nó nhanh. Còn FISS Round này thì kiểu như là vận chuyển với cái tốc độ thông thường, ví dụ như 2-3 ngày rồi nhận được, tức là họ sẽ quy định cho các bạn chốt một cái giờ nào đó, ví dụ như là trong vòng buổi sáng ngày thứ tư là sẽ nhận được với một cái giá tiền bao nhiêu đó, thì giá nó sẽ thấp hơn. FISS Fry thì là đây là một cái hoạt động gọi là cho thuê container các bạn, cũng là một cái hoạt động vận chuyển nhưng mà mảng container, ví dụ như là các bạn xuất đi một cái lô hàng ha, và các bạn phải thuê một cái công, thì khi mà các bạn thuê một công như vậy thì ví dụ như là
cái trọng lượng của cái công nó là 50 tấn lận, nhưng mà hàng của các bạn có 10 tấn thì có phải là các bạn dư 40 tấn nữa không ạ? À? Mà các bạn vẫn phải thuê một công, vì thì nó rất là phí. Vậy thì các bạn sẽ có một cái hoạt động là bây giờ mình sẽ đi gom những cái người có cái nhu cầu như vậy dồn vô một công, thì mình sẽ share tiền ra với họ thì nó sẽ hiệu quả hơn. Nhưng mà nó khó lắm, bởi vì các bạn đâu có biết ai cần đâu, và mình cũng mất thời gian không có chuyên về cái đoạn đó nữa. Thì FixS người ta sẽ làm cái việc này, tức là mình họ sẽ tìm những cái người có cùng cái nhu cầu và share với các bạn một cái container. FixS Office thì đây là một cái hoạt động về cái chuỗi hỗ trợ về in ấn nè, vân vân, rồi là các cái hoạt động kiểu như là tư vấn về xuất nhập khẩu hàng hóa hoặc là vận chuyển hàng hóa ở trong nước và quốc tế. FixS Trade Network thì đây là một cái mạng lưới là gọi là hoạt động cũng thuộc về vận chuyển, nhưng mà bên chỗ hải quan các bạn, bên chỗ hải quan, ví dụ như sân bay, ví dụ như là cảng hàng không vân vân, để hỗ trợ cho khách hàng trong những cái vấn đề mà vận chuyển hàng hóa đó. Thì các bạn thấy là tại sao đây được là đánh giá là một thiết kế rất là thông minh, bởi vì người ta vẫn giữ nguyên cái từ FixS lại ha, cái từ FixS lại, và người ta chỉ thay đổi cái đuôi chữ S á, cái đuôi chữ S phía sau này thành những cái màu khác nhau. Nó sẽ tượng trưng cho các cái lĩnh vực hoạt động của FixS. Và các bạn thấy là cái chữ E và cái chữ X này nó ghép lại với nhau tạo thành một cái mũi tên nhỏ nhỏ ở giữa này, các bạn thấy không ạ? Cái mũi tên ở đây, thì cái mũi tên như vậy thể hiện một cái sự gì các bạn, một cái lực phóng á ha, một cái lực phóng, một cái đường thẳng á, một cái mũi tên thẳng như vậy để chứng tỏ cái tốc độ nó rất là nhanh và nó đơn giản, bởi vì cái đường thẳng, cái đường mũi tên đi thẳng là cái đường đơn giản nhất á. Thì nó thể hiện cái ngụ ý, cái đặc tính của thương hiệu ở trong đó. Vậy thì ở đây chúng ta cũng có thể tham khảo một số những cách chúng ta xây dựng cái biểu trưng của mình. Thứ nhất đó là chúng ta có thể sử dụng biểu trưng dạng chữ, ví dụ như là FixS nè, ví dụ như là For nè, ví dụ như Samsung, đúng không các bạn? Cái từ Samsung á, thì cái biểu trưng đó đó nó dùng tính chính cái tên doanh nghiệp làm cái biểu trưng luôn. Dùng toàn bộ tên doanh nghiệp luôn á, ví dụ Samsung mà dùng toàn bộ tên doanh nghiệp luôn. Facebook cũng vậy, đúng không? Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta dùng cái tên của doanh nghiệp làm biểu trưng á, thì chúng ta cần phải chọn những cái kiểu chữ hoặc là những cái dáng chữ sao cho nó có những cái nét riêng, nó phù hợp với cái đối tượng sử dụng. Rồi là các bạn cũng lưu ý là đề phòng những cái tên của doanh nghiệp nó có thể giống nhau, bởi vì cái tên thương hiệu, cái tên sản phẩm ha, còn cái tên doanh nghiệp là khác nữa ha, cái trademark nó là khác nữa, cho nên là nó có thể là trùng lặp hoặc là hơi giống nhau, thì có thể là nó ít có cái tính dị biệt hơn. Một dạng thứ hai nữa là người ta không sử dụng toàn bộ cái từ như là Samsung, như là Facebook, mà người ta sử dụng cái từ viết tắt, cái từ viết tắt ví dụ như là FPT, FPT. Còn thế giới di động thì các bạn thấy là nó dùng nguyên cái từ thế giới di động ha, nó viết nghiêng nghiêng lại thành cái biểu trưng của nó rồi. Còn FPT á, thì nó sử dụng cái từ viết tắt là gì các bạn? Financing Promoting Technology, đúng không? FPT, sử dụng cái từ F, từ P và từ T ở ở đầu của cái cụm từ Financing Promoting Technology đó, để mà ghép thành cái từ FPT. Và cái từ FPT này thì các bạn cũng thấy là nó thể hiện những cái màu sắc ha, rồi cái góc độ của những cái chữ được được gọi là đồ họa ha, và được tô màu, được trang trí dưới cái nền để tạo thành một cái biểu trưng. Hoặc là các bạn cũng có thể thấy được rằng người ta sử dụng, tức là ở đây là những cái dạng khai thác từ cái tên của mình ra đó ha, thì cái dạng biểu trưng cấu trúc bằng một chữ cái thôi, ví dụ như là của McDonald's, đúng không? Của McDonald's thì các bạn thấy là dùng chữ M ha, dùng chữ M và thiết kế cong lại giống như là hai cái mái vòm á, nó rất là uyển chuyển ha. Rồi là đó, thì chúng ta thấy là chúng ta có thể sử dụng một cái từ chữ cái để thể hiện cho toàn bộ cái tên của cái thương hiệu của mình. Rồi là chúng ta cũng có thể sử dụng các cái hình ảnh khác, ví dụ như là Apple người ta sử dụng cái ý nghĩa hình ảnh về mặt từ ngữ, rồi ví dụ như Big Tiger chẳng hạn sử dụng hình ảnh của cái đầu con cọp đó, rồi là
cũng có thể chúng ta sử dụng những cái hình ảnh biểu tượng ha, những cái hình ảnh ẩn dụ, ví dụ như là Vietnam Airlines, người ta hãng hàng không Việt Nam á, và người ta sử dụng cái biểu tượng đó là cái bông hoa sen màu vàng ha, cái bông hoa sen màu vàng. Thì thực ra là cái Vietnam Airlines này người ta thuê một cái người một một cái chuyên gia thiết kế, và cái ý tưởng này là lấy cái hình hoa sen ở trên một cái mái đình cổ ở Huế, và người ta gọi như là phác họa và thiết kế lại để nó thành cái hình bông sen của hãng hàng không Việt Nam. Chúng ta cũng có thể là gọi là từ cái ý tưởng của mình đó, mình phác họa ra ha, mình phác họa ra trước, xong rồi mình mới dùng các cái kỹ thuật đồ họa để mình điều chỉnh nó lại cho nó đẹp hơn, nhưng mà chúng ta phải có cái ý tưởng trước ha. Rồi đó là phần mà logo ha các bạn ha. Câu khẩu hiệu, hay còn gọi là slogan. Thì câu khẩu hiệu là một cái đoạn văn ngắn ha. Thông thường nó sẽ truyền tải cái đặc tính của cái thương hiệu, tức là cái mà chúng ta muốn nói cho khách hàng nhưng một cách ngắn gọn nhất ở trong vòng một câu thôi. Cho nên là cái câu khẩu hiệu của chúng ta nó phải có cái tính xúc tích, có cái tính khái quát rất là cao. Và câu khẩu hiệu này thì nó có cái giá trị phổ biến rộng rãi, cho nên là chúng ta phải cũng phải lựa chọn những cái từ ngữ sao cho nó dễ hiểu, cái từ ngữ mà người ta không có hiểu nhầm, hoặc là không có tạo ra những cái hình ảnh mà nó quá khác biệt, hoặc là mỗi người họ hiểu một kiểu. Cho nên là chúng ta cũng phải lưu ý việc là lựa chọn những cái từ ngữ. Tuy nhiên cái câu khẩu hiệu này đó thì nó không có phải là nó không phải là một cái biểu tượng ha? Nó không phải là một cái biểu tượng mà là nó một cái câu mang cái tính truyền tải cái thông điệp, và nó có thể thay đổi được tùy theo cái chiến lược marketing của doanh nghiệp, hoặc là chúng ta có thể là thay đổi theo từng đoạn thị trường khác nhau mà là doanh nghiệp khai thác luôn. Ví dụ như là các bạn thấy sản phẩm của Vinamilk chẳng hạn, thì các bạn thấy là ví dụ như là Vinamilk mà cái loại ít đường á, thì có câu khẩu hiệu khác. Vinamilk mà hương vị trái cây đã có khẩu hiệu khác. Vinamilk mà dành cho trẻ con á, mắt tráng sáng chứ gì, mắt sáng chân cao tráng cao gì đó, thì dành cho trẻ con đó, đúng không ạ? Thì mỗi cái thị trường như vậy chúng ta có thể là tạo ra một cái câu khẩu hiệu, nó truyền đi được cái thông điệp, cái ý nghĩa mình muốn gửi gắm tới cho khách hàng á. Thì các bạn thấy là câu khẩu hiệu á, có thể là có lúc nó rất là trừu tượng, ví dụ như là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Ủa, cái này mà không trừu tượng thì là cái gì, đúng không mấy đứa? Lắng nghe cái gì, hiểu cái gì cũng không biết nữa, nhưng mà nghe rất là có lý ha, mặc dù nó không có cụ thể, nó rất là trừu tượng, nhưng mà nghe nó cũng có lý ghê chứ. Hoặc là ví dụ như là chúng tôi luôn vì bạn. Ủa, vì vì bạn, vì khách hàng của vì, nhưng mà vì là vì cái gì, nghe nó cũng không có phải là nó cụ thể ra, nhưng mà sao nghe nó cũng có lý ghê á, cũng đi vào lòng người ghê, thấy nó cũng vì mình ghê mà không biết là vì cái gì. Thì các bạn thấy là người ta thấy là những cái câu khẩu hiệu trừu tượng nó thường nó có cái tính hấp dẫn riêng, nó lôi cuốn cái tư duy, cái trí tưởng tượng, cái suy nghĩ. Và những cái câu khẩu hiệu mang tính trừu tượng này thường nó áp dụng được rộng rãi lắm, nhiều phân khúc khách hàng lắm, bởi vì mỗi phân khúc khách hàng họ sẽ nghĩ theo một kiểu, đúng không? Phân khúc khách hàng quan tâm về giá là chắc là giá thấp, vì là mình không có tiền. Phân khúc khách hàng có tiền mà chú trọng về chất lượng sản phẩm là vì mình vì cái mà vì bạn này chắc là nó sẽ tập trung vào cái chiến lược gọi là chất lượng sản phẩm chẳng hạn. Đó, mỗi người hiểu theo kiểu, bởi vậy cái câu mà gọi là trừu tượng như này nó lại tập trung vào cái cảm nhận riêng của khách hàng, còn nếu ai không cảm nhận được thì chịu thôi. Rồi các bạn thấy là rồi một số câu khẩu hiệu thì nó lại gọi là đi chi tiết vào hơn, ví dụ như là Omo chuyên gia giặt tẩy vết bẩn. Nói thẳng tôi là chuyên gia giặt tẩy vết bẩn luôn rồi, đó đâu còn gì gọi là giấu giếm hay là phải trừu tượng gì nữa đâu.
đúng không? Ví dụ như là PS bảo vệ 3 lần chẳng hạn. Rồi bảo vệ răng đó. Nó cụ thể thì tùy theo thôi, chúng ta có thể là chọn cho mình những cái câu khẩu hiệu nó thể hiện được hết cái ngụ ý của chúng ta ra là được. Đó. Thì các bạn thấy là câu khẩu hiệu của chúng ta cũng phải dễ nhớ, dễ ghi vào trong tâm trí khách hàng nè. Rồi là khi chúng ta đặt câu khẩu hiệu á, thì chúng ta cũng có thể chọn những cái câu khẩu hiệu mà nó thể hiện được những cái lợi ích chủ yếu của sản phẩm ha. Thì các bạn thấy là những cái doanh nghiệp của chúng ta đó, thì chúng ta bán cái chúng ta sẽ bán cái lợi ích của sản phẩm chứ không phải là những cái đặc tính. Thì có một cái câu nói rất là nổi tiếng, đó là sell size or not the stick, tức là bán âm thanh xèo xèo hấp dẫn chứ không phải là bán miếng thịt rác, đúng không? Tức là cái tiếng xèo xèo đó, nó tức cái lợi ích mà khách hàng cảm nhận được khi ăn một cái món thịt nướng mà người ta tự tay người ta nướng, khác với việc là bưng từ trong bếp ra một miếng thịt nướng sẵn rồi, cái cảm nhận nó sẽ khác nhau. Cho nên là những doanh nghiệp chúng ta cũng có thể là phải lưu ý xem thử là khách hàng người ta quan trọng cái thuộc tính, cái lợi ích chủ yếu nào của sản phẩm trong cái nhận thức của khách hàng để chúng ta định hướng vào đó, chúng ta đưa ra câu khẩu hiệu, thì đó cũng là một cách. Và cái câu khẩu hiệu của chúng ta đó, nó cũng là một cái yếu tố gọi là hình thành nên cái sự khác biệt của doanh nghiệp. Cho nên là câu khẩu hiệu của chúng ta phải phát họa thành công một số những cái đặc tính lợi ích nào đó của thương hiệu so với đối thủ cạnh tranh. Và trong thương hiệu nó có cái luật tay đôi, cái luật tay đôi trong cái luật 22 điều luật xây dựng thương hiệu, tức là các bạn thấy là cái luật tay đôi ở đây có nghĩa là các bạn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng trong đó sẽ có một đối thủ cạnh tranh chính mà hai cái thằng này nó ăn đánh nhau hoài thôi, ví dụ như là Coca-Cola và Pepsi, ví dụ như là Milo và Ovaltine, ví dụ như là Tide và Omo, nhiều lắm đúng không? Nhưng mà nói với đối thủ cạnh tranh, nói tới gọi là luật tay đôi đó, thì hai cái đứa này á, nó sẽ gọi là sống chết có nhau, đúng không? Đi song song với nhau. Cho nên là khi chúng ta lựa chọn và đặt cái câu khẩu hiệu á, thì chúng ta cũng phải định hướng theo cái việc là đối thủ cạnh tranh á, cái thằng nó đi song song với mình nó như thế nào, để tạo cái sự khác biệt. Đầu tiên là phải khác biệt với cái thằng đó trước. Rồi khi mà chúng ta đặt câu khẩu hiệu á, thì chúng ta cũng nên là gì các bạn, cố gắng đưa cái tên của thương hiệu mình vào, ví dụ như BTS nâng niu bằng chân Việt, hoặc là câu khẩu hiệu của VB băng nhạc chẳng hạn, anh chọn em, chúng ta chọn VB băng, đưa VB băng vào trong đó. Cho nên là câu khẩu hiệu á, thì rất là dễ thay đổi, và nó thay đổi tùy theo chương trình truyền thông của chúng ta, mục đích của chúng ta trong cái quảng cáo trong chương trình truyền thông đó là gì, nhưng mà nó cũng không phải là dễ dàng ha các bạn ha. Bạn đợi cô chút xíu nha. Hiểu nó dễ để thay đổi, nhưng mà chúng chú tâm trong cái quá trình mà chúng ta xây dựng nó ha, nó bảy slogan rất là nổi tiếng của thế kỷ 20 rồi. Cô liệt kê ra đây cho các bạn xem thử ha.
đây là nổi và gọi là những công ty sau này cũng hay bắt chước nó lắm nè. Ví dụ như là ở Việt Nam mình có cái món đó luôn á, thì cái Good to the Last Drop này đó là có warehouse. Thì các bạn biết là khi tổng thống Mỹ á, ông ghé qua cái vùng này á và làm khẩu hiệu luôn và rất hiệu quả luôn các bạn, giống như cái quán bún chả Obama ở Hà Nội hay ở đâu đó của mình vậy đó. Tức là chớp thời cơ à, và xây dựng thương hiệu cho mình luôn. Rồi Diamond is bạn thấy là công ty kim cương thì bia các bạn biết là nó khai thác là nó có những cái mỏ kim cương rất là lớn và khai thác kim cương thô luôn. Kim cương là vĩnh cửu, Diamond is forever, đây là một câu khẩu hiệu dùng trong cái chương trình truyền thông nói về cái sức mạnh của tình yêu đôi lứa. Đó là sử dụng trong một chương trình truyền thông nhưng rất là nổi tiếng. Tức là nó so sánh gì các bạn, so sánh cái tình yêu trai gái đó là gọi là nó đặc sắc và nó vĩnh cửu và nó rất là đẹp. Nói chung là nó chắc cú lắm, nó chắc chắn lắm. Yêu người phụ nữ của mình á thì hãy chứng tỏ cái tình yêu vĩnh cửu của mình bằng cách những loại đá mà rất là chắc, đúng không? Những cái đầu mũi khoan đó người ta cũng sử dụng một tí kim cương ở trên, nó rất là cứng luôn bởi vì nó rất là chắc, nó rất là vĩnh cửu. Thì trong ông khi mà thể hiện tình yêu với người phụ nữ của mình thì nên mua tặng họ một cái chiếc nhẫn kim cương. Đó là lý do vì sao mà ở bên đó người ta cầu hôn người ta sử dụng chiếc nhẫn kim cương, chứ không phải là tập tục ở bên đó là sử dụng nhẫn kim cương để mà tặng đâu các bạn. Ngày xưa làm gì có kim cương mà tặng. Cái thằng Diamond is Forever này nó ra nó biểu làm như vậy đó, xong rồi nó tạo thành một cái trào lưu luôn và người người đi mua kim cương 10 carat chẳng hạn, đúng không ạ? Rất là nổi tiếng nha. Ví dụ như chúng tôi là số, tôi không nhận tôi là tốt nhất đâu nhưng mà tôi là thứ hai bởi vì cái thằng kia nó bự quá, nhưng mà bởi vì tôi thứ hai cho nên tôi luôn luôn cố gắng. Tự dưng cảm thấy cái lòng thành của tụi nó dễ sợ luôn, thế là mình sử dụng dịch vụ đó. Let your finger do the walking của trang vàng danh bạ. Thì các bạn thấy là cái thời điểm mà không có lướt mạng internet được để mà mua hàng đó, thì người ta mua hàng qua danh bạ điện thoại, tức là các công ty đến người ta tập hợp các cái sản phẩm thành những cái catalog và phát tới cho khách hàng. Và khách hàng thì bắt đầu là muốn mua cái gì lật ra coi, lựa sản phẩm ở trong đó ưng cái sản phẩm nào thì gọi điện tới đặt hàng mà người ta ship tận nhà. Thì thay vì các bạn sử dụng tay để các bạn lướt bây giờ trên màn hình điện thoại của các bạn, thì lúc đó là các bạn không có điện thoại, các bạn phải lật bằng giấy. Thì các bạn thấy là khi mà các bạn đi đi mua sắm thì các bạn sẽ dạo bằng chân, đúng không? Các bạn dạo bằng chân. Còn ở đây là các bạn lật những cái trang ra, dùng hai ngón tay để lật 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 như thế này này, thì thấy nó rất là hay. Rồi rất là nhiều câu nữa. Ví dụ như câu cuối cùng, uống sữa nhé, rất đơn giản ngắn gọn, got milk, đúng không? Got milk, đơn giản cực kỳ, uống sữa nha. Của nhà máy chế biến sữa Coca-Cola, California và Coca-Cola. Cái mạng hồi đó cô nhớ là lâu lâu rồi nên là chắc không, các bạn còn nhỏ không để ý. Một cái chương trình truyền thông, một cái quảng cáo mà coi như là nó ghi dấu ấn cực kỳ qua cái câu khẩu hiệu luôn. Coca-Cola nhé. Coca-Cola nhé. Thì cũng như uống sữa nhé vậy đó. Nó khuyến khích người ta sử dụng cái sản phẩm và xong qua một cái những cái chương trình quảng cáo rất là đơn giản, đó là ví dụ như là cô và các bạn cùng đi tới một cái quán nước nào đó ha, xong rồi là cô hỏi các bạn là uống gì, Coca-Cola nhé. Tức là một cái câu hỏi rất là vui như vậy và các bạn phá lên, các bạn cười Coca-Cola nhé. Đơn giản vậy thôi nhưng mà ghi ấn rất là sâu vào trong tâm trí khách hàng. Và không những cái chương trình truyền thông của Coca-Cola đó nó cũng thành công tương tự như là Got Milk của California vậy đó. Cô nhớ cái thời điểm đó là giống như câu cửa miệng đùa với nhau luôn gì đó.
À, muốn cái gì? Coca-Cola nhé. À, như một cái câu đùa luôn. À, thì các bạn thấy đó là một trong những cái ví dụ mà đặt câu khẩu hiệu rất là tốt ha. À, thì các bạn mặc dù nó có thể thay đổi được, định hướng thương hiệu của mình là gì, mình phải đi theo nó chứ không phải là mình thay đổi được. Thì lúc mình nói ngược lại, lúc đó thì mình đi qua phải, lúc mình đi qua trái, lúc mình đi sà lùi, lúc mình tiến lên, không phải. Mình phải có một cái định hướng chính mà mình bám theo đó, mình phát triển các cái thông điệp liên quan đó. Thì các bạn khẩu hiệu là một cái yếu tố thuộc về thương hiệu, nhưng mà nó liệt trong mỗi một cái dịp truyền thông chúng ta sẽ đưa ra một câu khẩu hiệu khác nhau. Ví dụ như là sắp tới đây, tới 20 tháng 11 chẳng hạn, một số công ty người ta sẽ tung một cái quảng cáo để mà tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam, 8 tháng 3 hay là 20 tháng 10, tung ra những cái quảng cáo tôn vinh người phụ nữ. Rồi ví dụ như là sắp tới tới Noel lại là gì các bạn, lễ phục sinh, Giáng sinh, lại những cái câu slogan đó, gợi lên cái cảm xúc trong một cái dịp lễ nào đó. Hết Giáng sinh tới gì? Happy New Year. Hết Let Me Happy New Year tới gì? Lunar New Year. Mỗi cái dịp như vậy chúng ta có thể thay đổi câu khẩu hiệu trong các cái chương trình truyền thông của mình sao cho nó phù hợp. Nhưng lưu ý dùm cho cô là cái định hướng, cái cục nhân á, cái lõi của nó phải giữ yên một cục đó, chứ đừng có đi ngược lại với cái lõi, rất là chết dở luôn nha. À, một số những cái câu khẩu hiệu này rất là nổi tiếng. Yes, I can là của ai các bạn? Obama đúng không? Đã tốt này còn tốt hơn. Câu này thể hiện cái gì đây ạ? À? Một cái sự thay đổi, tức là mình sẽ câu khẩu hiệu này nếu như mình đọc vào, mình sẽ thấy là muốn gửi tới cho khách hàng một cái thông điệp là tôi có cái sự thay đổi rồi đó. Mà thay đổi của tôi là tốt, mà trước đó tôi cũng đã tốt rồi chứ không phải tôi dở mà bây giờ tôi tốt đâu ha. Có nghĩa là tôi đã tốt rồi mà nay tôi còn tốt hơn nữa đó. Ngân hàng SHB thì sao? Suy nghĩ toàn cầu, hành động địa phương. À, tức là sao? Suy nghĩ toàn cầu tới mẻ, hiện đại, rồi là tối tâm là địa phương. À, thích ứng với từng địa phương một. Sự lôi cuốn kỳ diệu của ai? Enchanter đúng không? Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu là ai? Sinh viên đúng không? Câu khẩu hiệu để đặt cho sinh viên đường này cắm chú dễ sợ luôn, thậm chí là có đứa ghi chép nghịch luôn, mà lâu lâu mới hiểu ha. Ấn tượng khó phai của ai ạ? À? Enchanter ha. Một phần tất yếu của cuộc sống của ai? Của La Vi. Vâng vâng đây, thanh lọc cơ thể không lo bị nóng hả, của Dr. Thanh nè. Dạo này học môn quản trị thương hiệu về, coi quảng cáo nhiều nhiều nha mấy đứa. Bình thường đang coi phim nó quảng cáo tắt đi thì hãy phân tích, lấy ví dụ một câu khẩu hiệu của một cái thương hiệu nào đó hoặc trong quảng cáo nào đó nói lên điều gì đó. Cô nhớ hoài cái quảng cáo đó luôn á mà không nhớ câu khẩu hiệu là gì hết trơn á, đúng không? Cho nên là thôi tập coi quảng cáo đi. Để ý tới quảng cáo nè, để ý tới các cái hoạt động truyền thông, rồi là hình ảnh biểu tượng màu sắc vân vân. Đi siêu thị là thay vì mình lướt lướt cái thì mình cầm sản phẩm đồ lên rồi mình giả bộ mình làm chuyên gia phân tích đồ á các bạn. Cháu quen dần đi, mai mốt đi làm đỡ bỡ ngỡ ha. Rồi mình đang làm thứ gì vậy, đúng không? Xong rồi là mình liệt kê những cái từ khóa nó sẽ thể hiện cái mục tiêu đó và thể hiện những cái nội dung quan trọng đó cho mình. Xong mình sẽ ghép chữ cho dài vậy nè, dài dằng dặc vậy đó, để nó thể hiện hết cái ý của mình đó. Xong rồi bắt đầu là mình coi là những cái từ nào có thể rút gọn được hoặc là có thể thay thế được, tức là sức mạnh của ngôn từ đúng không, có thể sử dụng những cái từ nào thay thế không.
cho cái ý đó để nó nổi bật lên không, hoặc là cái từ này dài quá mình có thể sử dụng cái từ xúc tích ngắn gọn nhưng mà nó vẫn là cái ý nghĩa đó hay không. Mình thay thế dần 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 đi trong cái quá trình ghép chữ thay thế, xong rồi rút gọn tối ưu, cái từ nào không cần á thì quăng đi, cái từ nào cần á thì thêm vô, đúng chưa? Và một cái câu khẩu hiệu á, người ta nói mình nó là gì, khi đặt câu khẩu hiệu thì đặt ngắn ngắn thôi, đừng có đặt dài quá nha. Đây là các bạn thấy nè, đây là một cái ví dụ cho sự thay đổi khẩu hiệu nè các bạn nè, mà nó dựa vào đâu, tại sao phải thay đổi câu khẩu hiệu, bởi vì mình phải bám theo cái quy luật tay đôi, tức là hai cái thằng, một cái thằng đối thủ cạnh tranh của mình á là nó chọc mình phát thì mình phải chọc nó lại phát. Ví dụ như câu khẩu hiệu của Milo, nhà vô địch làm từ Milo, xịn không các bạn? Rất là xịn. Khi mà các bạn thấy nhà vô địch làm từ Milo này, có mua cho con mình uống không? Mình còn uống nữa chứ, con mình uống, ai là không thích thắng, ai là không thích con mình giỏi hơn bạn bè, ai là không thích con mình là đi thi được giải thưởng cao, ai là không thích con mình pro, đúng không? Đúng chưa? Năng lượng bền bỉ để vươn xa, xịn chưa? Rồi kết quả là gì, kết quả là gì đây các bạn? Chẳng cần vô địch, chỉ cần con thích. Các bạn có theo dõi cái cuộc chiến xanh đỏ này không? Rồi các bạn thấy ở đây nè, cái hình ảnh mà cô để phía trên này, các bạn thấy nó trong cái truyền thông cũng vậy á, các bạn thấy là cái luật tay đôi đó luôn luôn diễn ra đó. Một cửa hàng của FPT đặt trên con đường Bùi Thị Xuân. Xong sau lâu đó có một cái thằng Thế Giới Di Động nó sinh ra mùa ở bên cạnh. Đúng không ạ? Rồi ví dụ như là một cái thằng doanh nghiệp A nó nằm ở đây, cái thằng doanh nghiệp B tự dưng một thời gian sau đó nó cũng xuất hiện trên cái con đường đó. Cái vấn đề đặt quảng cáo cũng vậy, thấy cái hai cái bảng quảng cáo, ủa tôi đặt ở đâu, đặt đặt ở cái xó ở ở bên kia cũng được, cách nhân đoạn cũng được, chứ có không, nó phải đối diện nhau vậy đó, đó luật tay đôi đó các bạn ha. Nhiều đối thủ lắm nhưng mà mình có một cái thằng chính mà lúc nào mình cũng phải đu đeo theo nó mệt mỏi. Mà các bạn biết cái chương trình á, nhà vô địch làm từ Milo này á là sao? Uống Milo vô phát được giải nhất liền. Lúc nào là ô, bố mẹ cũng tự hào về con đó, con được giải nhất, cô con được phần thưởng vân vân. Ô Valentine thì sao? Chẳng cần vô địch, chỉ cần con thích. Và cái nội dung của chương trình truyền thông nó là gì các bạn? Gọi là đánh vào cái lòng trắc ẩn của việc giáo dục con cái á. Và cái vấn đề đó là gì, các bạn có hay bị so sánh không, coi con người ta kia đúng không, lúc nào các bạn cũng bị so sánh, mà các bạn bị so sánh các bạn bị áp lực không, các bạn cảm thấy các bạn bị tổn thương không, đặc biệt là con nít nữa. Và trong cái chương trình truyền thông này của Milo và Ovaltine á, các bạn thấy là nè, cái chương trình của Ovaltine này các bạn thấy nè, mẹ không cần con chạy thật nhanh để về đích, mẹ chỉ cần con ở thật lâu bên điều con thích. Tức là nó dùng những cái phần mà nó đá cái thằng kia kìa, và các cái hoạt động trong truyền thông của nó, ví dụ như bên này bơi, bên này cũng bơi, bên này chạy, bên này cũng chạy luôn, nhưng mà nó lại gì các bạn, nó hai cái phạm trù trái ngược nhau. Và Ovaltine thì đánh vào cái việc là con mình nó phải học và cuộc sống của nó, tức là phải gồng lên, phải cố gắng để đạt được cái giải thưởng đó, và không cảm nhận được những cái điều đơn giản của tuổi thơ, của các cái hoạt động hàng ngày nữa. Thì các bạn thấy là gì, ví dụ như này, mẹ không cần con vượt qua đối thủ để về nhất, mẹ chỉ cần con kết thêm bạn bè cùng con sánh bước. Các bạn thấy hai cái chương trình truyền thông này nó chơi là nó đá nhau, nó quýnh nhau vậy đó, tức là nó đối sánh trong từng cái câu chữ luôn. Hai thằng này sắp ra nó kiện nhau này các bạn, thằng Milo nó tức quá nó sắp ra nó kiện Ovaltine, là thằng Ovaltine này là vi phạm luật quảng cáo, thứ nhất là sử dụng những cái từ ngữ bị lặp lại, sử dụng những cái trò chơi, những cái hình ảnh ý nghĩa của trong việc xây dựng quảng cáo. Các bạn thấy sử dụng hình ảnh đối lập không các bạn? Ovaltine à, tự dưng cái là mắc mớ gì phải sử dụng màu xanh lá cây ở cái câu là màu xanh,
thấy là biết nói ai rồi đúng không các bạn, nhưng nó mới xách ra nó kiện nó ha. Nhưng mà nó kiện không có được, bởi vì khi mà phân tích ra đưa ra pháp luật á, thì là nó thấy là gì không trùng với ý, còn nó gọi là cái ý tưởng này ở trong quảng cáo á, thì Milo cũng không có phải là độc quyền, tại vì những cái môn thể thao, những cái hoạt động này là những cái hoạt động cộng đồng, những cái hoạt động rất là thông thường và không phải là một cái ý tưởng nào đó mới hoặc môn thể thao nào đó mới mà do Milo nghĩ ra, mà gọi là trùng lặp. Ít hai nữa là Ovantin, đến luật sư của Ovantin nói là gì, không có sự sắp xếp nào hết à, tại vì cái khung cảnh là khác nhau. Ví dụ như là bên Milo thì bơi trong hồ bơi ấy, nhưng mà Ovantin thì nó không sử dụng hồ bơi mà nó sử dụng cái gì các bạn, ví dụ như một cái hồ ở đâu đó chẳng hạn à. Đấy không? Nè các bạn thấy không? Sử dụng cái hồ bơi còn ở đây là gì? Chơi ở biển á. Còn cái này chạy đi đâu? Chạy chạy trên đường đua á, còn cái này chạy ở ngoài đường thả diều. À, nó kêu mà nó cứ đấu đá nhau vậy đó. Đó thì các bạn thấy là cái sự thay đổi cái sự thay đổi câu khẩu hiệu này trong cái hoạt động truyền thông á, thì nó cũng có thể là một một vài trường hợp mình theo. Thằng nói là vị ngon trên từng ngón, chúng ta hay múc mấy ngón tay. Bây giờ các bạn ăn mà các bạn dở quá thì các bạn có múc ăn không? Thèm còn thèm thuồng á, cho nên là mình thấy ngon quá nên mình múc luôn. Nhưng mà gì? Đừng múc tay, chúng tôi có đủ gà cho bạn. Ý nguội nói là thằng kia bán mắc quá, qua đây ăn rẻ hơn nè. Đúng chưa? Chưa kể là múc tay còn bị vi khuẩn nữa chứ. Trời ơi, chơi vậy mà chơi lại. Rồi gì nữa? Ha. Nhưng mà tại sao không nói là gì? Là đủ, bởi vì bên kia nó nói là sơn đâu cũng đẹp. Thì các bạn thấy là gì? Nó cũng đánh nhau ở trọng. Rồi, Ajinomoto và Veda nè. Vòng quanh thế giới Ajinomoto, đây là một cái câu khẩu hiệu mà sống chết với Ajinomoto nghe là quen rồi đúng không, nghe là biết ai luôn rồi. Về đàn chơi con về nhà ăn nhé, về đàn ngon ghê nè. Và cái hình ảnh truyền thông của về đàn là gì các bạn, mấy ông chồng á đi làm xong á toàn đi ăn ngoài đi nhậu á các bạn, còn về đàn này sao, về nhà ăn cơm với vợ. Trời ơi, bà vợ nào cũng thích đi mua về đan chơi đôi đó nha. Thì đó là một số những cái kinh nghiệm ha, thực tế mà chúng ta cũng có thể học được từ các cái thương hiệu về sử dụng câu khẩu hiệu nè. Rồi nhạc hiệu, nhạc hiệu là một cái yếu tố mà chúng ta thường sử dụng để mà trong quảng cáo đó ha, chúng ta hay hay sử dụng trong quảng cáo lắm luôn. Thì khi mà các bạn nhìn hình ảnh thì khi mà kết hợp với âm thanh thì rõ ràng là gây sự chú ý với mình hơn, mình cũng sẽ nhớ được lâu hơn, rồi mình cũng tự nhiên là bị thu hút hơn nữa ha, sinh động hấp dẫn hơn. Và nhạc hiệu là một hình thức mở rộng của câu khẩu hiệu, cho nên nó sẽ dựa trên cái thông điệp chính đó, nó triển khai ra một cái bài hát và nó hát câu cú lằng nhằng gì đó nhưng mà cũng liên quan tới cái thông điệp câu khẩu hiệu muốn truyền tải. À, và cái nhạc hiệu thì nó không có cái tính chuyển giao cao như những cái yếu tố khác đâu các bạn, nó chỉ thể hiện trong các cái chương trình truyền thông thôi, trong và cụ thể là trong cái quảng cáo đó. Và một cái yếu tố nữa mà chúng ta cần phải quan tâm trong thiết kế như mà các bạn đã trình bày đó là gọi là bao bì ha. Thì bao bì hiện nay người ta coi là cái chữ B thứ năm, hoặc package, cái chữ B thứ năm trong marketing đó. Marketing mix chúng ta học 4B ha, thì cái B ngày nay nó quan trọng như cái B thứ năm luôn vậy nè, cho nên là cái bề này nó cũng rất là quan trọng và gọi là phát huy hiệu quả trong cái quá trình đi mua sắm của khách hàng hiện nay á, tại vì khách hàng hiện nay á các bạn, người ta tự đi mua sắm là nhiều, tức là không có phải đi tới chị tư vấn giúp em cái sản phẩm này hay chị ơi bán cho em sản phẩm kia nữa, mà các bạn đi siêu thị vào đi siêu thị thì vô đó tự cho
À, cho nên là cái bao bì là một cái phương tiện gọi là truyền thông marketing trực tiếp và ngay lập tức khi trong cái quá trình mà họ đi đi mua sắm, cho nên chúng ta cũng phải học một tí xíu về bao bì sản phẩm, bởi vì nó là một cái sự thể hiện đầy đủ ha về về cái truyền thông thương hiệu, bởi vì cái logo và cái tên của sản phẩm của các bạn cũng in trên bao bì, nó nằm ở chỗ nào, làm sao cho nó đẹp, làm sao cho nó đúng nguyên tắc, làm sao cho nó phát huy được cái tính khoa học thẩm mỹ vân vân ha, thì chúng ta phải phải lưu ý về cái bao bì sản phẩm. Các công ty hiện nay đó thì có thể là người ta đi đi thuê thiết kế các bạn, thiết kế về bao bì sản phẩm. Tuy nhiên là có nhiều công ty ấy, người ta không phân biệt đâu là tên sản phẩm, đâu là chỉ dẫn địa lý, đâu là tên thương hiệu, hồi nó nhập nhằng với nhau á. Ví dụ trà Atiso, trà Atiso là tên sản phẩm, tức là sản phẩm đó là trà từ cái Atiso Đà Lạt, vậy thì cái Đà Lạt đó là gì, không phải tên thương hiệu mà là chỉ dẫn địa lý. À, xong rồi ví dụ như là Lan Farm thì đó mới chính là tên thương hiệu, và chúng ta phải phải trình bày nó như thế nào. Có nhiều người trà Atiso Đà Lạt cái tự tà bá lửa luôn, xong ở dưới để hình một bông Atiso, còn cái tên thương hiệu để cái ví dụ như cái hộp á, ví dụ như cái hộp đó, cái tên đó, trà Atiso mặt trước bự tà bá vậy, nó không thấy tên thương hiệu, tên thương hiệu đâu, tên thương hiệu đâu, công ty trách nhiệm hữu hạn gì đó, nó nằm nhỏ xíu bên này, trời ơi làm sao người ta nhận ra cái thương hiệu của mình mà người ta mua. Phải thông tin nè, thể hiện được thông tin thương hiệu nè, rồi còn phải đẹp về tính thẩm mỹ nữa, bởi vì bây giờ người ta mua là người ta chọn bằng mắt nữa các bạn, đẹp không phải là chỉ thỏa mãn nhu cầu đẹp, ăn phải trang trí chọn đẹp nữa, mà trong 2.000 sản phẩm thì thằng nào đẹp chọn thằng đó, đúng không? Cho nên là thiết kế rất quan trọng nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn cái gọi là cái chất liệu bao bì ha. Thì cái chất liệu bao bì tùy theo sản phẩm của mình gì mình phải chọn nó phù hợp. Ví dụ giờ sản phẩm của bạn là chất lỏng, hay là chất rắn, có tạo ra cái sự oxy hóa không, có bị ẩm không, đúng không, vân vân. Thì chúng ta cần phải phải lưu ý chọn về cái chất liệu của bao bì. Thứ nhất là cái bao bì nó phải làm cái gì các bạn, khi chúng ta học về bao bì trong marketing thì bao bì phải làm được cái nhiệm vụ gì đầu tiên, phải chứa đựng và bảo vệ sản phẩm, đó là cái cái năng thứ hai là cái lớp bao bì thứ cấp. Chúng ta sẽ sử dụng trang trí đồ họa trên cái lớp bao bì này. Thì cái bao bì đó chúng ta sử dụng hình dáng này, rồi màu sắc, sự kết hợp giữa các cái thành phần thiết kế ở trên nó sẽ tạo ra một cái sức hút về mặt thị giác cho khách hàng, cho cái mục đích truyền thông tiêu dùng ha, và góp phần xây dựng nên cái chiến lược, xây dựng lên cái hiệu quả của sức mạnh thương hiệu của chúng ta đó. Thì các bạn thấy là một số yếu tố cơ bản khi mà chúng ta thiết kế bao bì á, gợi nhớ tới cái sản phẩm. Thì thứ nhất là phải tạo thử ấn tượng ha. Thì các bạn thấy là khi mua một cái sản phẩm thì chúng ta sẽ chọn những cái sản phẩm nào nó gây ấn tượng cho người dùng. Ví dụ cái việc các bạn gói quà cũng đã thể hiện đối với người nhận rồi. Rồi một cái gói quà mà chăm chút ha, mà đẹp đó, thì chưa cần biết quán món quà bên trong như thế nào nhưng mình thấy một khoái rồi đó, đúng chưa? Thậm chí là trong cái thiết kế bao bì hiện nay á, cái chi phí cho thiết kế bao bì nó còn đắt tiền hơn là cái thành phẩm bên trong nữa cơ. Ví dụ như chai nước, các bạn so sánh nè, một cái chai nước các bạn mua cái chai, các bạn in cái bao bì bên ngoài, các bạn dán vô trong đó, chưa kể là cái chai thủy tinh nữa, xong đổ cái gì trong đó, nước khoáng thiên nhiên, nước thắng khoáng thiên nhiên á, 300 ml, tính ra tiền nhiêu, mấy trăm đồng à, so với cái chai, với cái bao bì kia cái nào mắc hơn, đúng không? Và khi biết là có một cái sự phối hợp nhất quán nào đó,
trong khi chúng ta thiết kế và thể hiện được cái phong cách riêng của sản phẩm, cái sự khác biệt của mình. Nãy giờ nói tới cái đoạn nào cũng tạo ra cái sự khác biệt hết á, bởi vì trong kinh doanh không khác biệt là chết chắc luôn á. Cho nên là chúng ta phải phải thấy là thiết kế sao cho nó hiệu quả. Và một cái đặc điểm khác nữa, một cái nó hơi hơi giống câu khẩu hiệu, đó là bao bì của chúng ta cũng có thể thường xuyên thay đổi được các bạn, và thậm chí cũng nên thay đổi để người ta đỡ chán nữa. Thay đổi bao bì theo từng cái giai đoạn, ví dụ như là các bạn cải tiến sản phẩm nè, rồi là kinh doanh trên thị trường một giai đoạn rồi người ta bắt đầu chán mình rồi. Ví dụ như các bạn để tóc một kiểu, chỗ chán em thật ra là không có lý do để cắt hết, em cắt giống như mình mặc quần áo vậy đó, cắt tóc vậy đó, con người mình thì nguyên xê vậy đó, nhưng mà áo mới vô cho nó đẹp, cho nó lạ vậy đó. Nhưng mà khi mà chúng ta thay đổi thì cũng phải tuân theo những cái nguyên tắc nhất quán trong việc nhận trên bao bì ra để người ta nhìn vẫn nhận ra đó là mình. Chứ không phải là mình làm cái rột phát, nó không biết mình là ai. Nhưng mà rồi cái hộp là thấy xịn rồi, là cái đồng hồ nó cũng xịn luôn. Cái bao bì đó các bạn, cô thấy thích quá nè, làm bằng sắt luôn ha, trời quá đẹp nè. Chia nhỏ bao bì thành các cái khu vực khác nhau, rồi điền vô tên nằm ở đâu, logo nằm ở đâu, thông tin gì cần thiết đưa lên trên đó, tại vì trên bao bì nhiều thông tin lắm, hình ảnh minh họa, tên sản phẩm, logo sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, thành phần, dụng, những lưu ý lạp lạp. Thế mình không có sự sắp cái bờ có cái gì để mà đây keo, gọi là rửa tay bỏ vô túi cho nó tiện nè, thấy không? Mặt trước tức là cái bao bì của chúng ta, đầu tiên là cái chứa đựng sản phẩm là cái nào, cái hộp nhựa màu xanh nè, đúng không? Các bạn thấy cái hộp nhựa màu xanh này không, có nắp bằng nhựa. Tại sao không làm cái túi ni lông, lỡ mà nó lủng nó rớt gel này ra thì đổ nợ, đúng chưa? Rồi cái bao bì thứ cấp, nó có hai cái bao bì thứ cấp dán ở mặt trước và mặt sau. Cái bao bì bằng giấy nè, đầu tiên có cái tên thương hiệu nè các bạn nè, Lam Core Instant Hand Gel, nước rửa tay dùng liền, tức là dùng 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 chứ không cần rửa lại, nước rửa tay khô đó, ha. Rồi có cái hình cái lá bạc hà ở đây để thể hiện cho cái mùi hả, người ta nhìn vô người ta cũng cần bạc hà rồi nữa, cái đặc tính, cái lợi ích của sản phẩm. Chưa, đây là cái nhãn chính của nó nè. Thông tin khác của các bạn á mà các bạn cần đưa trên này thì sao, không có thể nào dùng hết vô cái mặt trước được, đưa ra cái mặt sau. Cái mặt sau có cái gì đây, cái mặt sau tên sản phẩm, gel rửa tay khô diệt khuẩn 99,9% bằng tiếng Việt, câu khẩu hiệu thơm sạch kháng khuẩn khử mùi,
Rồi đại khái là cái khẩu hiệu này không có hay lắm đâu các bạn, tại vì cái thương hiệu này cũng như là thương hiệu nhỏ thôi ha. Rồi công dụng, ở đây nó đề công dụng nè. Lưu ý rồi là cách bảo quản, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Ở đây có cái gì các bạn? Ồ nhỏ nhỏ dưới này, thành phần nguyên liệu. Đó là một yếu tố cần thiết chúng ta đưa vào ha. Rồi là gì các bạn? Mã vạch, nó mã sản phẩm á. Cái code á. Cái code của sản phẩm ở đây nha. Rồi, cái gì nữa? Tên công ty sản xuất. Là cái tên hiệu của sản phẩm Unilever là công ty sản xuất ra, thì ở đây cũng vậy. Cái Lam Comet này á là cái tên của cái sản phẩm này, nhưng mà công ty sản xuất ra là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất mỹ phẩm Bảo Ngọc. Địa chỉ hoặc là thể tích chúng ta đưa ra trên này. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được in thẳng trực tiếp trên cái thân của cái hộp này luôn, được không? Thì đó là một số những cái thông tin cần thiết được sắp xếp trên một cái hộp nhỏ mà cô lấy ví dụ cho các bạn ở đây. Cho nên là chúng ta cần phải thiết kế cho nó đẹp nha. Ví dụ nó thể hiện mắt nè, thể hiện được cái nội dung được truyền tải trong đó nữa. Ví dụ như các bạn thấy cái bao bì được thiết kế nè. Kẹo xinh gum nhìn là biết nó có tác dụng làm trắng răng rồi đúng không? Cái chữ màu xanh xanh ở đây không biết nó là cái gì, nhưng mình đoán là màu xanh xanh này chắc lá bạc hà thôi, còn nếu mà màu đỏ đỏ thì mình nghĩ là vị dâu. Đúng, vỏ bao bì của nó là nó cũng làm bằng giấy, nó rất là đơn giản và tách ra như cái hạt gì dễ luôn. Các bạn biết hạt dẻ cười không? Thiết kế rất là thông minh luôn đó. Nắp này các bạn thấy nó thiết kế sao ra và rất là đẹp, rất là dễ thương. Mình thấy mình khoái mình mua rồi, đúng chưa? Nè, các bạn thấy cái chai rượu này không? Và tại sao để hoa vô đây vậy cô? Nó làm từ hoa ra hả? Làm gì có rượu làm gì mà từ hoa uống ngộ độc chết luôn ha. Nhưng mà các bạn biết là ở ở châu Âu á, thì khi mà cô mời ví dụ như là các bạn quen một cái bạn trai nào đó ha, và khi mà các bạn mời họ tới nhà ăn cơm á, mời tới nhà dùng cơm cho biết nhà vân vân á, thì giống như đánh dấu một cái sự phát triển của mối quan hệ á. Và các bạn biết là một cái phép lịch sự của họ khi mà đi đến nhà là mang theo một cái món quà nào đó, có thể là một cái bó hoa. Bó hoa thì cũng không thực tế lắm đúng không, mà chừng mấy ngày là héo rồi. Thì thay vì mà như vậy đó, thì người ta sẽ đem theo một cái bình rượu, một cái chai rượu vang để mà góp phần vào trong cái bữa ăn đó. Bởi vì là các bạn thấy ở Mỹ á, người ta tổ chức một cái bữa tiệc á, thì thường á là mỗi người sẽ chuẩn bị một món bưng tới á. Thì trong một cái cuộc gặp riêng tư như vậy đó, thì để mà tỏ cái phép lịch sự thì cái người nam này cũng nên đem theo một cái gì đó để góp phần vào bữa tiệc đó. Và cụ thể đó là chai rượu, rượu vang. Thì các bạn thay cho một cái bó hoa, em tặng em một cái bó hoa tốn kém em không làm được cái gì tầm như vậy, nó cũng giống như cái bó hoa rất là hay, rất là ý nghĩa. Rồi các bạn thấy là cái thiết kế như vậy nó truyền tải rất là nhiều cái thông điệp trong đó, và cũng rất là thuận tiện được cái dịp sử dụng. Rồi các bạn thấy là hai hình ảnh như thế này là gì? Cái hộp đựng xì gà xịn thò dễ sợ không, đúng không? Nhìn cái hộp thôi là thấy giá trị rồi, cũng biết giá trị không, nhưng mình thấy cái hộp là thấy giá trị rồi, đúng chưa? Cái bao bì mang lại chúng ta một cái cảm nhận. Cái hình này thì các bạn thấy là gì? Nhiều cái hộp khác nhau lắm nè. Cái hộp đựng gọi là thống nhất về mặt thiết kế và màu sắc đó, cho nó chuyên nghiệp.
Rồi cái hình ảnh này thì sao? Cái hộp đựng cái đồng hồ nè, cô phóng to lên cho các bạn xem. Tiện là người ta hay phải mua những cái vòng tròn tròn như thế này xong đây để người ta trưng bày á, đúng không? Mất công á, và thậm chí là khó bảo quản sản phẩm nữa, thì á người ta sử dụng cái này để trưng bày luôn. Thậm chí á, sau mỗi buổi á, nhân viên có thể đóng cái nắp lại để tránh bụi rồi mở ra cho khách hàng coi, rất là thuận tiện. Tương tự như vậy nè, sử dụng những cái màu sắc trên cái thiết kế bao bì một cái đồng hồ rất là sang trọng, tăng cái giá trị của sản phẩm lên rất là nhiều. Khi chúng ta thiết kế bao bì á thì chúng ta cũng phải lưu ý tới cái màu sắc. Như mấy bữa các bạn nói là sữa thì là màu trắng nè, rồi màu cam thì nghĩ tới cái gì, màu xanh thì nghĩ tới cái gì, vân vân. Thì ở đây các bạn thấy là một số cái ví dụ của cái bảng chỉ dẫn chúng ta sử dụng cái gọi là cái cảm xúc của màu sắc đó, hả, cái emotion đó, color emotion guide. Thì nè, rồi là màu màu vàng ha, còn cái màu cam thì thể hiện cái sự thân thiện, gần gũi với người tiêu dùng. Rồi là màu đỏ thì thể hiện một cái sự cay á, thì thường là họ hay sử dụng trong những cái sản phẩm gọi là liên quan tới sức khỏe nè, vân vân. Rồi cái gam màu bay lần nè thì mang một cái bản sắc nó gọi là cá tính, cá nhân hóa. Thiết kế nó đẹp thì chúng ta cũng phải lưu ý là thuận tiện trong quá trình sử dụng, rồi là tăng cảm xúc trong quá trình sử dụng. Bạn thấy cái bao bì này không? Quả chuối nè, cái này là nước chuối. Và người ta thiết kế cái bao bì hay không? Ở ngoài giống như một quả chuối luôn á. Trời ơi, vậy thì nhìn là biết là nước chuối luôn rồi. Cái khúc trên này chuối còn chưa chín hẳn nữa, đúng không? Rồi thiết kế bao bì sao khi lột chuối khoái ngộ nghĩnh, nên em thích uống một cái trải nghiệm. Thực ra nước này chưa chắc ngon đâu, nhưng mà tự dưng cảm giác là cầm một cái chai nhỏ nhỏ như một quả chuối vậy, xong rồi nó lột như lột chuối vậy, uống cảm thấy nó phấn khích gì đâu. Bao bì mang lại cảm nhận như các bạn. Rồi khi thiết kế bao bì thì cũng lưu ý là gì? Thuận tiện trong quá trình sử dụng mà quá trình trưng bày. Cô lấy ví dụ như là hình ảnh bên này, cái tai nghe nghe ha, các bạn thấy không, cái bao bì rất là đơn giản thôi nè, cái bìa giấy thôi. Nhưng mà cái tai nghe thì để làm gì? Chủ yếu là để nghe nhạc. Xếp thành cái hình nốt nhạc rất là dễ thương, rất là xinh xắn rồi đây. Cái lỗ trên này làm chi vậy? Treo, khi các bạn để dài giống như treo snack, các bạn vô các bạn mua snack á, treo lên hoặc dầu gội đầu á, thì các bạn thấy là cũng một cái dây như vậy, nhưng mà người ta cắt 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 giữa các cái bì với nhau để mà chúng ta dễ xé ra đó. Rồi ví dụ như trong cái pasta này chẳng hạn, mì Ý này, cái mì này nè, thì các bạn thấy là ở mình nó thì mình ít dùng, nhưng mà ở nước ngoài người ta rất là hay dùng, cho nên là có nhiều người á là mỗi lần nấu họ bóc đại ra nhúng vào họ nấu. Có nhiều lúc thì thiếu, có nhiều lúc thì dư, họ không có lượng được. Thì để trong cái hộp như thế này nè thì cái khả năng mà gãy mì nó sẽ thấp hơn, bởi vì cái hộp này thì tất nhiên là khó gãy hơn dùng cái gói rồi, đúng không? Xong rồi nè, các bạn thấy ở trên cái nắp này có cái nắp xoay, và nếu như một mình ăn á thì mình đổ qua bên này, còn nếu như hai mình ăn á thì mình lại gạt con này mình đổ qua bên này, thuận tiện quá đường gì nữa. Có nhiều người á không thích cái hãng này lắm đâu, nhưng mà bởi vì cái bao bì của nó vậy thấy thuận tiện, thấy hay mua về, đúng không ạ? Đó, đây mật ong đẹp không? Các bạn thấy mật ong á, mình hay dùng cái cây khuấy bằng
bằng gỗ, xong rồi cái đầu của nó có mấy tròn tròn này nè các bạn này. Thay vì mình phải mua bên ngoài mình về mình dắt mật ong ra thì ở đây là gì, nó có sẵn cái cây khuấy đó luôn. Rồi trong mỗi cái bình mật ong này thì nó làm thành hình một cái ô sáp ong á ha. Và khi trưng bày thì các bạn thấy sao, xếp 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 mấy cái bình này lại nó thành một cái hình tổ ong, một cái mạng lưới hình tổ ong luôn, rất là đẹp trong quá trình trưng bày. Và một cái sức nó tạo ra một cái hình ảnh liên tưởng rất là cao tới cái sự nguyên chất của mật ong. Cái thiết kế bao bì của cái chai rượu này cũng rất là thuận tiện. Có nhiều người họ mua cái chai rượu này để về họ lấy cái khung gỗ này họ xếp ra thành này, họ quất thêm mấy chai rượu lên thành kệ rượu mini ở nhà, thật là tiện lợi biết bao. Đúng các bạn, là vì bao bì. Rồi thích thích mua vì bao bì ghê luôn vậy đó. Mua bé để làm gì thì nhiều lúc đốt mua mấy cái hộp kẹo mấy mấy cái hộp nhất trong nhận diện thương hiệu nè, ví dụ nó gần gũi với tụi mình ghê lắm nè, ngon nữa ha. Đó, các bạn thấy là nó chia ra ba cái này bao bì rồi nè, nhưng mà bán cho khách hàng hàng lẻ. À, còn ở quán nhậu thì sao? Thường là hai ba người gì trong lúc ngồi đợi mời nó lên đó mình ăn đậu phụng. À vậy thì quán nhậu quán bia thì có cái gói phải là mình ăn xong rồi thôi, có thể là mình mua về mình ăn vặt, mà gọi là ăn vặt thì ăn dần dần. Cho nên là nếu như để trong những cái gói như thế này mà gói to lên thì rất khó bảo quản, bởi vì cái này mà xé ra ăn mà không cẩn thận cột lại thì nó yếu. Đúng chưa? Khi nào ăn mở ra tiếp không bị yếu, không bị gì hết, rất là dễ bảo quản. Đồng thời là khi mà chúng ta cho vào cái hộp quà tặng á, nó cũng sang trọng hơn. Và các bạn thấy một cái sự đồng nhất trong thiết kế bao bì kẹo đúng không, cái này cũng đậu phụng nè. Nó đồng điệu trong cái thiết kế bao bì nha. Chữ mình chúng ta một công ty á thì bị đào làm kiểu chữ cũng khác nhau, nhiều công ty lắm luôn á các bạn. Ví dụ như cái kiểu chữ cái tên thì đúng đó, ví dụ như nó chấm com, nhưng mà cái kiểu chữ thì có thể là đây là nó chấm com xong rồi qua đây nó nớt mà chữ in nó không có đồng nhất như vậy thì cũng giảm cái khả năng nhận diện thương hiệu của khách hàng lắm, cho nên là phải đồng nhất ha. Các bạn thấy không, có một cái sự đồng nhất trong trong thiết kế về về thương hiệu này đó. Rồi khi mà chúng ta trình bày nội dung, biết cái bao bì của mình nó trải phẳng nó ra, đè dẹp nó ra thì mình mới biết được là khu vực nào mình làm cái thứ gì. Đó. Các bạn thấy khi mà chúng ta trưng nó phải thuận tiện trong việc thể hiện khi mà chúng ta bán, khi mà chúng ta trưng bày nữa. Ví dụ như là tại sao hai cái mặt này lại bỏ trống màu xanh này mà không in. Tại vì in
bạn xếp hàng lên kệ, nhiều lúc á chúng ta xoay hoặc là khách hàng trả lại hoặc là nhân viên xếp hàng không để ý á, thì là có thể là cái mặt không phải là cái mặt chính diện nó xoay ngược ra bên ngoài. Thì khi mà chúng ta làm như vậy á thì kiểu gì nó cũng xoay ra ngoài hết trơn á, đúng chưa? Rồi là thông tin ở đây, ở bên này là thương hiệu, ở bên này là các cái thông tin khác. Rồi các bạn xem cái hình dưới này so với cái thiết kế ở trên này, các bạn thấy nó sáng tạo và nó đẹp hơn không ạ? Cái tính gọi là về mặt hình ảnh cũng bắt mắt hơn này, cái sự liên tưởng khi mình nhìn vào bao bì á nó cũng tốt hơn, đúng không? Hình cái lá trà đúng chưa? Cái cánh đồng trà xanh mơn mởn như thế này mà không phải trà là cái gì nữa cô? Màu trắng và thể hiện thông tin trên này rất là bắt mắt luôn. Đó, sáng tạo ở trong thiết kế bao bì tạo một cái sự khác biệt cho mình nha. Nha. Cái ví dụ khác để các bạn thấy được là những cái thông tin nào chúng ta đưa lên trên cái bao bì này. Đó, thấy rõ chưa? Tên sản phẩm này, phân hữu cơ vi sinh là tên sản phẩm, tên thương hiệu là gì? Vietstar. Cái logo này, cái logo Vietstar nè, rồi cái gì đó Amelie Company này to ra tí. Dạ. Rồi. Cái này á là logo công ty, còn cái này á Unilever, logo công khác à. Nên là có logo công ty, logo sản phẩm nên chúng ta phải quyết định nó nằm ở đâu, vị trí nó nằm ở đâu cho nó hiệu quả và cho nó đẹp. Ở đây tại sao logo công ty nằm ở đây luôn? Bởi vì có thể rằng là người ta biết nhiều tới cái logo cái công ty này. Công ty này gọi là cái thương hiệu mẹ, cái thương hiệu mẹ của công ty này mạnh hơn so với cái thương hiệu con, thì cái thương hiệu mẹ đặt ở đây luôn sẽ hỗ trợ cho cái sự nhận biết của khách hàng. Ví dụ như các bạn tin tưởng vào Unilever, cái thương hiệu của Unilever các bạn biết nhưng mà cái loại sản phẩm này các bạn không biết, thì cần phải in cái chữ Unilever ở đâu đó trước mắt cho khách hàng thấy để củng cố cái niềm tin và cái sự lựa chọn cho họ ha. Hình ảnh mô tả nè, hình ảnh mang tính minh họa nè mấy đứa, cũng phải có chứ, cho nó đẹp cho nó bắt mắt nha. Hình ảnh mô tả đây thể hiện cái gì các bạn? Cái hiệu quả của việc sử dụng sản phẩm này, à, cho cây trái trĩu quả, trọng lượng 50 kg này. Đây là chứng nhận hợp quy. À, chứng nhận hợp quy, ví dụ sản xuất theo cái tiêu chuẩn gì gì đó, hoặc là liên quan tới phân bón thì cô cũng không rành lắm, cần cao gì đó là chứng nhận hợp quy nha. Chứ đúng không ạ? Màu sắc thì các bạn thấy là cái gì? Màu xanh tươi của cây cối, tại vì đây là phân bón mà. Đúng chưa? Và cái nền màu trắng thì thể hiện nó cũng rất là rõ này. Còn nếu cái bì thì mà chơi màu xám xám nhưng mà màu vàng vàng á, thì nhìn vô nó rất là rối mắt, nó rất là gọi là đau mắt, bởi vì các bạn sử dụng những cái gam màu nổi bật mà nó chỏi nhau á, thì cũng mệt mắt cho người nhìn lắm. Nên chúng ta lưu ý trong việc là phối màu sao cho nó đẹp nữa, bởi vì thiết kế nó mệt mỏi lắm. Các công ty á hay đi thuê ngoài á các bạn. Còn nếu như mà giao cho bộ phận thiết kế luôn á thì là nói chung là chúng ta cũng có thể thiết kế bao bì là này, cái mảng với nhau rất là đẹp này, bán cà phê sao có mấy hộp cà phê nè. Đây là một cách chúng ta thiết kế bao bì mà để cho người ta thấy được cái hình ảnh sản phẩm ở bên trong á. Ví dụ như các bạn mua bằng cái mặt ni lông dày dày á, mặt mặt kính bằng bằng
gọi là cái gì, cái bìa cứng bằng kính á, để mà mình thấy được cái hình ảnh bên trong á. Nó thậm chí bây giờ các bạn đi mua cà phê hoặc đi mua những cái mà nó có mùi hương á, người ta có lẽ á, thì cái mùi hương nó sẽ bay ra mà các bạn ngửi được cái mùi hương của cái cà phê trong nó, các bạn thấy thơm không để các bạn mua. Nhưng mà khí thì nó không có lọt vô trong được, nó vẫn bảo vệ được sản phẩm. Thì đó là gọi là cái van một chiều người ta rất là hay sử dụng hiện nay ở các loại sản phẩm mà có mùi hương ha. Nó đâu rồi? Đây rồi, đây đó, một cái thiết kế bao bì khác à, thì các bạn thấy là thường cũng không một mặt người ta để trống, là tại cái mặt đáy này thường đó là mình không có trưng ra, nó bị che thì nhìn cái hộp của mình nó cũng có đẹp nữa. Nhưng các bạn thấy là Coca-Cola này trong cái phiên bản của nó vẫn ha, nên đen hết thì chữ có chữ đỏ, nên xám và có chữ đỏ, chữ trắng thì nền đỏ. Các bạn thấy là Vascara, cái sự thay đổi thương hiệu của Vascara này, cũ ở đây mới ở đây, nhìn nó, các bạn nhìn nó uyển chuyển hơn ha, nó nghệ thuật hơn, nó đẹp hơn. Bia Sài Gòn ha, với cái câu khẩu hiệu khác, câu khẩu hiệu mới này để mà chúng ta định vị lại thương hiệu á các bạn. Tại vì bia Sài Gòn này thì kiểu của nó, định vị cũ của nó và cái vị trí của nó khi mà ở trước đây á, là nó kiểu như là bia cấp thấp á, bia mà không có chú trọng làm á, tin nhiều quá cho nên nó bị gọi là bình dân á ha. Nhưng mà khi mà định vị lại thương hiệu, đưa ra khẩu hiệu mới, thay đổi luôn cái logo ha, đưa con rồng vô đây, con rồng được thiết kế nó có vẻ đẹp hơn nè. Các bạn thấy trên mấy sản phẩm này không, lên như rồng, hào khí như rồng à, đồng nhất trong việc thiết kế chưa nè, logo nè, logo là cái con rồng á à, tên nè, Bi Sài Gòn nè, tên sản phẩm nè, loại Spencer này là loại gì, đỏ xanh hoặc là bia xuất khẩu hay export này đó. Thì các bạn thấy là cái tên sản phẩm, chứ gọi là cái tên chủng loại sản phẩm á, nó nằm dưới này à, rồi trong thiết kế về lon hoặc là về chai gì thì nó cũng sẽ đồng nhất với nhau để gọi là tăng cái khả năng kết hợp được những cái yếu tố thương hiệu này lại với nhau. Chứ nếu như mà các cái yếu tố này mỗi thằng nó đi một hướng thì là cũng không có gì mâu thuẫn ha. Tạo ra thì cái việc nhận diện thương hiệu ở một công ty á, như các bạn vừa mới nêu trong cái thiết kế, mà nó còn có những cái tín hiệu khác thông qua cái gọi là hệ thống giá trị của doanh nghiệp ha. Thì ở trong một cái doanh nghiệp, việc chúng ta truyền tải cái triết lý kinh doanh của doanh nghiệp tới công chúng là một trong những việc được coi là rất là quan trọng và cũng rất là khó khăn, bởi vì có thể mình truyền nó nhưng người ta không hiểu gì hết trơn, hoặc là người ta hiểu hiểu ngược lại à, cho nên là ngoài cái việc là chúng ta thiết kế ra thì chúng ta phải thiết của các event. Hoặc là các cái chương trình và tất cả các cái này để mà tăng tức là cái định vị của thương hiệu, hoặc là hiểu theo cách khác đó là đặc tính của thương hiệu là gì, ý nghĩa của thương hiệu là gì, bám theo đó. Rồi là chúng ta cũng có thể tăng cái sự nhận biết này qua các cái hoạt động khác của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh của họ ha. Ví dụ như là xây dựng, duy trì mối quan hệ đối với khách hàng, hoặc là đối với đối tác, hoặc là
đồng hành trong những cái chương trình, những cái cam kết của mình đối với, rồi ví dụ như là các bạn cũng có thể thấy một số doanh nghiệp người ta hay là việc đó rất là căng thẳng rồi nếu nhá, cho nên là cũng có thể thể hiện qua cái môi trường làm việc nè, cái phương tiện làm việc nè, rồi là cái khả năng, gọi là nâng cao chuyên môn hoặc là nghiên cứu phát triển sản phẩm vân vân, thậm chí là thông qua hệ thống phân phối, rồi là quản lý cái chu kỳ phát triển sản phẩm hoặc là tung sản phẩm mới ra thị trường chẳng hạn, thì nó cũng phải đồng bộ với cái hình ảnh thương hiệu mà mình tạo ra. Mình luôn luôn định hướng sản phẩm mình là một cái sản phẩm mới, là một cái sản phẩm tiên phong, tên thương hiệu thể hiện được cái sự sáng tạo, rồi là câu khẩu hiệu đồ sáng tạo quá trời luôn. Trong mình bán một cái sản phẩm từ năm này qua năm khác, 30 năm sau vẫn bán sản phẩm cũ xì, trời ơi tôi đời. Người ta thì công nghệ người ta gọi là 5 chấm rồi, mình là 0.5, chịu nổi không, đúng không? Nó thể hiện qua rất là nhiều. Còn những cái yếu tố mà chúng ta vừa mới nêu ra ở đây á, thì chủ yếu là nó nhận biết qua kênh truyền thông là thị giác, đúng không? Mình nhìn được, mình đọc được, mình nhìn thấy, mình đọc. Bao bì cũng vậy, logo khẩu hiệu cũng vậy, mình thấy được qua những cái tín hiệu về hình ảnh thì nó sẽ đi vào cái bộ não của mình và nó nhớ ở trong đó. Cho nên là mình là người làm marketing, mình là người làm thương hiệu á, thì mình phải có một cái quá trình nghiên cứu, có một cái quá trình lựa chọn thiết kế điều chỉnh rất là nhiều các cái nội dung công việc theo một cái hệ thống tư duy nhất định để lấy khách hàng làm trọng tâm, lấy cái đặc tính thương hiệu làm trọng tâm để chúng ta triển khai, chứ không phải là mình làm đại cho nó xong. Nó khó lắm chứ không phải là dễ đâu các bạn ha. Như vậy thì cô cũng đã tóm tắt lại cho các bạn nội dung của cái chương thiết kế thương hiệu. Đây là một chương quan trọng, bởi vậy cô dành cả một buổi để tóm tắt lại cho các bạn, trong khi hai nhóm đã trình bày rồi. Thì như vậy tóm lại nhận diện thương hiệu đó là gì các bạn? Một cái hệ thống tổng hợp tất cả những cái tín hiệu của thương hiệu luôn, nó thể hiện qua nhiều yếu tố mà chúng ta vừa mới trao đổi ở trên rồi. Và những cái yếu tố này sẽ được sử dụng ở đâu? Sử dụng trong những chương trình truyền thông của doanh nghiệp. Và truyền thông ở đây, truyền thông tích hợp dưới rất nhiều các cái hoạt động khác nhau, và nó phải thể hiện được một cái sự nhất quán nó vẽ được một cái gì đó ở trong đầu khách hàng. Và khi mà các bạn học ở tới đây rồi thì chắc là các bạn cũng hình dung được là như vậy thì cái nào là chúng ta thấy cần phải chú trọng hơn, nó có thể thay đổi tùy theo mục tiêu của chúng ta, thậm chí là chúng ta nên thay đổi, bởi vì nếu chúng ta thay đổi thì chúng ta dùng thì nó cũng phải mang một cái mục đích nào đó, nó không đi được, được đi trái lại với cái hình ảnh mà chúng ta đã vẽ ra nha. Đó, như vậy là cái phần chia sẻ của cô với các bạn về thiết kế thương hiệu, cô nghĩ là nó đủ rồi nha. Các bạn có thắc mắc gì ở phần này không, hay là đi ngủ hết rồi? Lên tiếng đi mấy đứa để cô cảm thấy không bị lạc lõng. Có hỏi gì không? Dạ không ạ. Tưởng đâu nó bật mic lên nó hát một bài chứ, cho mấy đứa nó tỉnh ngủ xong nó ra nó điểm danh. Nếu như không có thắc mắc gì thì phần lý thuyết của chương này chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Các bạn về các bạn đọc và các bạn trả lời dùm cho cô, tức
Và cái thứ hai nữa là công việc của các nhóm, đó là các bạn đã học kiến thức về lý thuyết rồi và nhiệm vụ của các bạn là về xây dựng cho cô, tiếp tục dựa trên đặc tính thương hiệu ngày hôm bữa, đặt dùm cho cô một cái tên thương hiệu, một cái logo, một cái kiểu mà thương hiệu không phải là dùng trong một cái chương trình truyền thông cụ thể nào cả, ví dụ như khác ha. Nhưng mà ở đây câu khẩu hiệu cô muốn các bạn dựa vào cái đặc tính, đó là câu khẩu hiệu chung á. Ví dụ như Vinamilk có câu khẩu hiệu chung được câu khẩu hiệu của các sản phẩm khác, thì ở đây là cô muốn các bạn thể hiện được cái đặc tính và cái định hướng, cho nên là câu khẩu hiệu chung ha. Ba cái đó chứ đã nha. Cái bao bì thì chắc là nó hơi khó, tại vì có một số sản phẩm thì cô không thấy bao bì, ví dụ như ghế không có bao bì rồi, không lẽ giờ em đóng cái ghế vô cái thùng thì nó kỳ quá đúng không? Cho nên là các bạn thiết kế giùm cho cô ba yếu tố: tên, logo, câu khẩu hiệu, được không? Các nhóm chuẩn bị giùm cô cái phần đó nha. Và đọc tình huống và gọi là rút ra bài học kinh nghiệm trong cái tình huống xe Lexus của Toyota nha các bạn nha. Rồi, nếu như mà không có câu hỏi gì nữa thì buổi học của chúng ta sẽ kết thúc và đi ra điểm danh. Với lại là các bạn thuộc nhóm cô hướng dẫn á, có đi học đầy đủ không? Nếu có thì các bạn ở lại chút xíu để học luôn cũng được. Cương ơi. Dạ có cô. Cương nhắn với nhóm á, hay là có cần cô tạo một cái đường link khác không? Dạ để con gửi cái đường link này cho nhóm cũng được cô. Bây giờ mấy giờ? Từ từ cô tạo điểm danh xong cho lớp cái đã rồi mình xử vụ đó sau nha. 16:35 này. Điểm danh này. Điểm danh ngày nhiêu à? 15/11. Thông báo với mấy đứa là cô lại gọi người ta tới để bắt một cái internet mới rồi, tại vì cô đổi, bữa giờ cô đổi tầm lâm luôn, mình không được cái gì hết, bực mình quá, mạng biết gì kỳ. Rồi bây giờ thì cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay và kết thúc, đi ra điểm danh giùm cô nha.